Ơi, nhà trọ hôm nay lại đánh tiệc nữa. Chung là đánh mới cách đây về quê xong này. Bây giờ mấy thanh niên này lên nhà trọ họp mặt ăn Tết Trung Thu. Dạ, ăn trước Trung Thu trước. Thầy món món cúc. Đã gì đấm đấm tay trên nước. Con tay có tật nước buồn lắm, nhậu buồn quá. Buồn quá buồn. Mấy cũng đông nhậu. Thì nói chung thì đôi ba chuyện vậy đó. Chết cậu ơi, hết da cậu ơi. Trời luôn á, tôi cũng hết da đó. Đi tỏi nè. Ôi chín hết đi ăn được luôn. Chú là nước. Chàng đại quan hả? Bên giáp thì đúng rồi. Chàng hồi chưa ơi. Nó bắt hồi chưa? Dạ, tôm, tôm. Nó bếp trưởng không có nhà gì tới phụ bếp làm. Phụ bếp làm. Phụ bếp hai đằng không? Châu Trương. Châu Trương. Bạn áo đi mua đi Trường thôi, bà chặn đi kỳ quá Trường ơi. Mua ở đâu? Cô có bình ga không? Có nấu bình ga bình bình không? Giờ vì lý do kỹ thuật về hết ga rồi đi đổi ga rồi tạm về tạm gián đoạn này đi. Like con nghiêu nè rồi con đèn nó bị ấy quá rồi nó chưa sao vậy. Có khi nào điện thoại nhúng lẩu luôn không? Quá đi. Đắng kìa. Quá trời luôn thiệt chứ. Rồi lẩu 150 nè. Gì không tới 150. Không tới 150. Cút rồi. Chín mấy ngàn à? Ừ. Ủa? Cái này là ấy hả? Cái này mua hả? Mua. Mua ở đâu vậy? Mua về từ nấu á. Mua về mình nấu đúng không? Ừ. Mua đồ thì mình nấu về. Không tới 100 ngàn đó. 150. Này ai, ai nấu vậy? Trứng cút 35 à. Thì đây có phụ bếp nè. Cao Trương hả? 180. Dạ. À, bữa nào phải, nếu mà để bữa nào mình làm á. Tại nãy đi tập tạ cho nên làm phải mình quay cái công đoạn là mình làm luôn mới bỏ im. Bỏ vô hả? Nó mới mặn chứ, nấu là sao nó chua. Bỏ dưới á. Ở đây là cũng phụ bếp luôn hả? Dạ, này là món của em làm. Nè, thả lên trên phong quay. Này là món hột cút gân muối mà trứng cút lộn không? Dạ. Lộn gân muối quá. Sáng sáng. Đây giá muối. Đây giá muối. Đó. Để xẹt nhiêu ơi. Chân cúc. Chưa không, mấy con này chưa mở miệng. Rồi vô cái đi. Ăn mừng đồ bếp. Chụp lên luôn mới. Cái giá đồ sống nó nhảy dữ quá. Trơn, cái giá nó nóng quá. Người ta bỏ dưới luôn rồi. Mẹ ở nhảy. Biết lắm muốn bê. Cái này ăn lẩu uống bia. Lẩu uống bia. Mì gắp miệng mì đi. Nhìn ngon quá ta. Mì chát à, không ngon lạnh. Mì mới nhớ mày chấm muối đi, mày khỏi chấm. Bỏ vỏ ngon hơn. Ừ. Kháng học quá ha. Kháng học quá ha. Kháng đại. Thằng bây giờ nó cũng chết à. Hả? Ngoại chiến nữa. Nay ta đâm tan rồi, phải ăn đi liên tục nè. Vô đi bếp trưởng về rồi. Vô bếp trưởng. Vô. Trưởng ăn cắm đậu vậy bếp trưởng. Ăn cắm đậu. Ăn nhờ nó khỏi uống. Hôm nay bếp trưởng mới nấu nè, hôm nay bếp trưởng có chén nè. Uống trai vô nghỉ nha. Nó nhìn lại này sao nó ngán dữ trời. Đó, trời vô. Vô. Xong rồi nó vô.
Đây là hết hai chai. Này yêu gì, kéo gì, có nhiêu đó là gì? Dữ muối đây gắn lớn cách mạng mọi cô bắt không nhiều lúc á, nhậu thì mồi màng rất là đầy đủ không có mi nào mì này mấy ngon nè. Quyết đấu chính cho một nền hòa bình công chính, đấm phá tan liêu nói bảo